Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Khánh Hòa để đánh giá tình hình kinh tế xã hội năm 2022, 3 tháng đầu năm 2023 và định hướng thời gian tới, đồng thời xem xét giải quyết một số kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc để Khánh Hòa phát triển nhanh và bền vững. Khánh Hòa có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước, là một cửa ngõ ra Biển Đông ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, có bờ biển dài hơn 385 km, thềm lục địa và vùng lãnh hải rộng lớn với gần 200 hòn đảo lớn nhỏ, trong số đó có quần đảo Trường Sa, lợi thế phát triển kinh tế biển, cùng với đó là tiềm năng du lịch với các vịnh Nha Trang, Vân Phong, nhiều danh lam thắng cảnh, di tích, lễ hội và địa danh lịch sử. Khánh Hòa cũng là tỉnh có hệ thống hạ tầng giao thông khá thuận lợi, nhất là hệ thống đường bộ, có cảng biển nước sâu, có sân bay quốc tế Cam Ranh là một trong 5 cảng hàng không nhộn nhịp nhất cả nước. Quý 1 năm 2023, GRDP ước tăng 7,4%, sản xuất công nghiệp tăng 7,78%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 20,3%. Tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, việc lập quy hoạch và đẩy mạnh xúc tiến, thu hút các nguồn lực đầu tư, hoạt động du lịch phục hồi, khởi sắc, đẩy mạnh thu hút du khách, mở rộng sang nhiều thị trường quốc tế mới. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định là địa phương còn nhiều dư địa phát triển, nhất là về công nghiệp chế biến, kinh tế biển, du lịch. Tỉnh Khánh Hòa phải hết sức chú trọng bảo đảm sự hài hòa gắn kết giữa phát triển kinh tế văn hóa xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái. Cần có các giải pháp để bảo vệ môi trường, để tỉnh trở thành xanh, sạch đẹp, phát triển nhanh nhưng bền vững. Cùng với đó là tăng cường liên kết vùng, đẩy mạnh đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, hoàn thiện các quy hoạch thu hút đầu tư nước ngoài, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tỉnh Khánh Hòa triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trọng tâm là du lịch biển đảo, dịch vụ chất lượng cao, công nghiệp, cảng biển, vận tải biển, hàng không, đô thị ven biển, nuôi trồng, khai thác chế biến thủy sản, xây dựng các sản phẩm du lịch chất lượng cao, độc đáo gắn với bảo vệ, bảo tồn hệ sinh thái biển. Cùng với đó là huy động tối đa mọi nguồn lực cho phát triển, nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn đầu tư, đặc biệt vốn đầu tư FDI và hình thức đối tác công tư PPP, tập trung thu hút vào 3 vùng động lực kinh tế của tỉnh, khu kinh tế Vân Phong, thành phố Nha Trang và khu vực Vịnh Cam Ranh. Tới đây, tỉnh cũng cần đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình cấp thiết, trọng điểm, theo hướng kết nối, liên thông và đa dạng mục tiêu, nhất là các dự án đường bộ cao tốc Vân Phong Nha Trang, cao tốc Buôn Ma Thuột Khánh Hòa, chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, các dân tộc trên địa bàn tỉnh để Khánh Hòa trở thành một tỉnh phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới. Thưa quý vị, tối nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa năm 1653 năm 2023 và 48 năm ngày giải phóng Khánh Hòa ngày 2 tháng 4 năm 1975, ngày 2 tháng 4 năm 2023. Cùng dự có đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa qua các thời kỳ. Trong tiến trình ông cha ta khai sơn, phá thạch, mở đất, mở nước, với việc đặt dinh Thái Khanh và phân chia các đơn vị hành chính ở vùng đất này vào năm 1653, được coi là mốc thời gian mở đầu cho sự hình thành phát triển của Khánh Hòa ngày nay. Từ đó đến nay, vùng đất này được nhiều lần đổi tên, thay đổi địa giới tùy theo mục đích của chính quyền phong kiến, thực dân qua các thời kỳ. Trong đó, tháng 10 năm 1832, Triều Nguyễn thực hiện cuộc cải cách hành chính lần thứ hai, thành lập 31 tỉnh trên toàn quốc, trong đó tên gọi tỉnh Khánh Hòa chính thức được sử dụng. Khánh Hòa là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời và vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng cả về kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước. Khánh Hòa là mảnh đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Nơi đây, ngay từ năm 1925, đồng chí Hà Huy Tập, Ngô Đức Diễn đã đến và truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Sau ngày giải phóng mùng 2 tháng 4 năm 1975, vượt qua khó khăn và hậu quả chiến tranh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Khánh giai đoạn 1975-1989 cũng như Khánh Hòa sau này đã phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, nhất trí, năng động, sáng tạo, vươn lên, chuyển mình mạnh mẽ. Năm 1995, Khánh Hòa là một trong 9 tỉnh đầu tiên của cả nước có thu ngân sách trên 500 tỷ đồng. Và từ năm 2003, là một trong số ít địa phương tự cân đối ngân sách, có điều tiết về trung ương. Hơn 3 năm qua, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, nhưng Khánh Hòa đã phục hồi mạnh mẽ,
quy mô kinh tế năm 2022 đạt gần 96.000 tỷ đồng, GRDP tăng 20,7%, cao nhất cả nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực và những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Khánh Hòa đã đạt được trong thời gian qua, đóng góp quan trọng cho thành quả chung của đất nước. Thủ tướng nhấn mạnh, sẵn có nhiều tiềm năng lợi thế, nhưng để hiện thực hóa được khát vọng phát triển, trước hết, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Khánh Hòa cần tiếp tục gìn giữ, vun đắp cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong đảng bộ và cả hệ thống chính trị, tạo được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân theo tinh thần tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh. Cùng với đó là tiếp tục hoàn thiện bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, vì dân, gần dân và trọng dân. Người đứng đầu chính phủ yêu cầu tỉnh Khánh Hòa cần phát triển kinh tế xã hội, lấy người dân làm trung tâm và phát triển kinh tế xã hội. Khánh Hòa cần đặt trong sự củng cố vững chắc, tăng cường quốc phòng an ninh và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Cùng với đó là chú trọng hơn nữa công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trên địa bàn tỉnh. Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng rằng, với những thành tựu quan trọng đạt được và những kinh nghiệm quý đã tích lũy trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Khánh Hòa sẽ phát huy hơn nữa truyền thống tốt đẹp và những giá trị lịch sử văn hóa con người nơi đây, khơi dậy sức mạnh của tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng và sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tiếp tục đạt được những bước chuyển biến vượt bậc về mọi mặt, phát triển nhanh, bền vững, để các thế hệ hôm nay và mai sau luôn tự hào về vùng đất, địa linh, nhân kiệt. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phiên họp tình hình kinh tế xã hội quý 1 và triển khai nhiệm vụ giải pháp quý 2 năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Phan Văn Mãi chủ trì hội nghị. Trong quý 1 năm 2023, tình hình kinh tế xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đạt được một số kết quả. Thành phố thu hút FDI được khoảng 497,5 triệu đô la Mỹ, tăng 22,4% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 7,7%. Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện ước đạt 124.796 tỷ đồng, đạt 22,6% dự toán năm. Công tác chăm sóc sức khỏe và y tế, giáo dục, an sinh xã hội được quan tâm triển khai, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Bên cạnh kết quả đạt được, thành phố đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của nền kinh tế toàn cầu, khiến kim ngạch xuất khẩu, chỉ số sản xuất công nghiệp, một số ngành dịch vụ trọng yếu sụt giảm. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhận định, 3 năm nay, tình hình diễn biến theo đúng tinh thần dự báo của các chuyên gia, đó là biến động, bất định và phức tạp. Trong khi đó, nền kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh hội nhập sâu rộng, bởi vậy các hoạt động đều chịu ảnh hưởng ít nhiều bởi tình hình thế giới và trong nước. Bí thư Thành ủy gợi mở các sở ban ngành cần nói thẳng, nói thật những nguyên nhân, đặc biệt là nghiêm túc nhìn nhận về nguyên nhân chủ quan để đưa ra giải pháp cho quý 2 và những quý còn lại của năm, cũng như chuẩn bị cho những năm kế tiếp. Chiều nay, tỉnh Khánh Hòa đã khánh thành Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa, được định hướng trở thành bệnh viện tuyến cuối của khu vực Nam Trung Bộ về phòng chống bệnh ung thư. Đến dự và cắt băng khánh thành có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Bệnh viện Ung bướu Khánh Hòa có tổng diện tích là 3,2 ha, diện tích sàn xây dựng là hơn 18.000 m2. Khởi công xây dựng từ năm 2017, bệnh viện bao gồm 7 khối nhà với quy mô 200 giường, có khả năng thực kê lên đến 300 giường, là bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh hạng 2 với tổng mức đầu tư là 560 tỷ đồng, có đầy đủ các phòng chức năng, hệ thống kỹ thuật và các thiết bị y tế như hệ thống xạ trị CT scanner 128 lát cắt. Sau khi cắt băng khánh thành, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đi thăm, tặng quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước đã gửi lời hỏi thăm sức khỏe các bệnh nhân, chia sẻ niềm vui với người bệnh khi được điều trị bệnh trong môi trường khang trang, rộng rãi với các thiết bị y tế hiện đại. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký ban hành quyết định số 316 QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch phát triển tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm hướng đến xây dựng, phát triển tỉnh Lào Cai trở thành một cực tăng trưởng và trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam của Trung Quốc.
phù hợp với quan điểm chủ trương phát triển chung của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và cả nước, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và đối ngoại của vùng và cả nước. Đến năm 2030, phấn đấu GRDP bình quân đầu người đứng trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có GRDP bình quân đầu người cao của cả nước. Thu nhập bình quân đầu người đứng trong nhóm 30 tỉnh, thành phố có thu nhập bình quân đầu người cao của cả nước, trở thành trung tâm của vùng và cả nước về du lịch, kinh tế cửa khẩu, dịch vụ và công nghiệp chế biến chế tạo. Tỉnh Lào Cai phấn đấu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đột phá, xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai trở thành một trung tâm logistics lớn và quan trọng hàng đầu của cả nước. Đồng thời tập trung chuyển đổi nông nghiệp sang sản xuất hàng hóa, chuyển tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp, thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, tạo nền tảng cho ổn định xã hội, an sinh xã hội, nâng cao mức sống dân cư vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước phát triển nông nghiệp vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng nông nghiệp hàng hóa. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận. Cụ thể, tại quyết định số 332 QĐ-TTG, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Thiết. Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, sinh ngày 5 tháng 6 năm 1973, quê quán tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, trình độ chuyên môn thạc sĩ kỹ thuật, kỹ sư xây dựng cầu đường. Đồng chí Nguyễn Hồng Hải từng giữ các chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết. Từ tháng 8 năm 2020 đến nay, đồng chí là tỉnh ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Thiết. Thưa quý vị, tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương nhiều năm nay đã xảy ra tình trạng những hộ dân sống gần bãi rác tập kết của thị trấn Ninh Giang phải sống chung với tình trạng ô nhiễm do bãi rác này gây ra. Đây là bãi rác tập kết của thị trấn Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Do lượng rác thải sinh hoạt trong dân hàng ngày rất lớn nên bãi rác này thường xuyên quá tải. Ngày nắng thì mùi hôi thối bốc lên, ngày mưa thì nước thải từ bãi rác này chảy ra đường gây mất mỹ quan đô thị, đồng thời gây mất an toàn giao thông. Nói chung là cái bãi rác này thì nếu mà tập kết đấy mà để mà ô tô đỗ đây mà để đổ lên mà chạy đi ngay thì chúng tôi cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà vì là cái bãi rác này là người ta cũng đổ lan tràn ra đường đấy thì nói chung là nó cũng ô nhiễm. Nó ảnh hưởng đến nhiều thứ, nhiều mặt. Mặt thứ nhất là sinh hoạt hàng ngày hơi và ruồi nhặng, ảnh hưởng đến các đứa trẻ nhỏ mà đây gần đây là có trường học, đi lại học sinh đấy nghe cũng không được hợp lý lắm. Quy hoạch bãi rác trên địa bàn thị trấn gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì đối với cái diện tích của thị trấn nó rất là hạn chế. Chính vậy vấn đề bố trí bãi rác thì giai đoạn trước thì địa phương đã bố trí bãi rác để thực hiện vấn đề là thu gom rác thải sinh hoạt của nhân dân. Đến thời điểm bây giờ thì bãi rác đã bị quá tải. Gần khu vực bãi tập kết rác tại thị trấn Ninh Giang là nhà máy nước, trường học và trụ sở một số cơ quan nhà nước. Đề nghị chính quyền các cấp sớm chung tay vào cuộc xử lý bãi rác tập kết này để trả lại môi trường sống trong lành cho người dân, cũng như làm đẹp cảnh quan đô thị nơi đây. Đồn biên phòng Cần Yên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội trồng cây thuốc viện. Trước đó, lực lượng đồn biên phòng Cần Yên đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Triệu Thị Phấy, sinh năm 1952, trú tại xóm Lũng Vai, xã Cần Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, có hành vi trồng và đang chăm sóc 602 cây thuốc viện. Tổ công tác đã nhổ toàn bộ cây thuốc viện trên và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, hôm nay ngày 1 tháng 4 là ngày đầu tiên triển khai khóa SIM điện thoại một chiều đối với những thuê bao chưa thực hiện việc chuẩn hóa thông tin thuê bao. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, ước tính còn khoảng 1,5 triệu thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin và bị khóa một chiều. Các điểm giao dịch của các nhà mạng vẫn hoạt động bình thường vào 2 ngày cuối tuần. Vì thế, nếu bị khóa một chiều, người dùng vẫn có thể bổ sung thông tin. Sau ngày 15 tháng 4, nếu thuê bao vẫn không thực hiện chuẩn hóa thông tin, sẽ bị khóa điện thoại 2 chiều. Sau ngày 15 tháng 5 sẽ thu hồi SIM. Bên cạnh việc đề nghị các thuê bao có thông tin khai báo sai cần nhanh chóng đi chuẩn hóa, Cục Viễn thông cũng khuyến cáo người dân cảnh giác trước tình trạng nhiều đối tượng lợi dụng thông báo về chuẩn hóa thuê bao để lừa đảo. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 45 nhằm tiếp tục thực hiện nghị quyết số 10 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Nghị quyết 45 của Chính phủ đặt mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, nâng cao tính tự chủ, tự cường của nền kinh tế. Phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 1,5 triệu doanh nghiệp, đến năm 2030 có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp, hình thành và phát triển nhiều tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Phấn đấu tăng tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP, để đến năm 2025 đạt khoảng 55%, đến năm 2030 đạt khoảng 60-65% GDP. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, hiện thành phố có khoảng 50 dự án đầu tư nhà ở xã hội đang triển khai với tổng diện tích sàn khoảng hơn 3,2 triệu mét vuông. Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng đối với nhà ở xã hội, thành phố đang khẩn trương bổ sung thêm quỹ đất phục vụ xây dựng các dự án trong phân khúc này. Giai đoạn 2021-2025, Hà Nội sẽ tập trung hoàn thành 22 dự án nhà ở xã hội với khoảng hơn 1,2 triệu mét vuông sàn. Với nhu cầu về nhà ở của người dân ngày một tăng cao, gần một nửa số dự án này sẽ được đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành trước năm 2025. Những nỗ lực phát triển nhà ở xã hội của chính quyền thủ đô thời điểm này là đáng ghi nhận. Tuy nhiên, bên cạnh việc gia tăng nguồn cung, ổn định giá cả, thì thành phố cần chủ động hơn trong việc đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ tại các dự án. Các điều kiện hạ tầng xung quanh về y tế, về giáo dục nó cũng phải thích hợp. Cái kinh nghiệm vừa rồi là chúng ta cũng đầu tư ở cái chỗ nhà ở nhưng mà ở khu vực nó hơi xa, giá thì có thể rất là thấp nhưng mà vẫn không thu hút được. Hà Nội dự kiến số vốn để hoàn thành phát triển nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021-2025 là khoảng 12.350 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách khoảng 283 tỷ đồng, ngoài ra là vốn huy động xã hội hóa. Nhiều chuyên gia cho rằng, ngoài việc ổn định nguồn vốn, Hà Nội cũng cần phát huy những thế mạnh của địa phương trong hoạch định chính sách, cơ chế, tạo điều kiện tối đa cho phát triển phân khúc này. Cái câu chuyện về nhà ở phù hợp với thu nhập của người dân ấy, rõ ràng là có sự vào cuộc của cả chính phủ hay là cả nhà nước và cả doanh nghiệp và kể cả các địa phương. Bởi vì vai trò địa phương đây là vô cùng quan trọng trong câu chuyện liên quan đến giải phóng mặt bằng cũng như là tạo điều kiện và cái hệ sinh thái để phát triển phân khúc bất động sản này. Xác định phát triển nhà ở xã hội là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thành phố Hà Nội cũng đang tiếp tục rà soát quỹ đất, đề xuất phương án bổ sung thêm quỹ nhà ở xã hội. Hiện thành phố cũng đang chuẩn bị khoảng hơn 200 tỷ đồng để hoàn thành và điều chỉnh các hạng mục một số tòa nhà của khu nhà ở học sinh sinh viên Pháp Vân Tứ Hiệp thành nhà ở xã hội cho thuê. Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Tổng cục Du lịch vừa tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội 2023. Hội chợ du lịch năm nay với chủ đề Du lịch văn hóa sẽ hướng các doanh nghiệp du lịch đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch mới trên cơ sở khai thác các giá trị độc đáo của văn hóa truyền thống và các di sản văn hóa của Việt Nam. Hội chợ du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2023 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 4. Tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, 91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, du lịch văn hóa lần đầu tiên trở thành chủ đề chuyên sâu và xuyên suốt của VITM năm nay. Trong khuôn khổ hội chợ sẽ diễn ra các hoạt động xúc tiến du lịch, các sự kiện chuyên ngành cũng được tổ chức với quy mô lớn như Diễn đàn Phát triển Du lịch Văn hóa Việt Nam, tọa đàm giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch. Bên cạnh đó sẽ có các chương trình giới thiệu du lịch các địa phương như giới thiệu tuyến du lịch Bắc Giang, Mộc Châu, du lịch Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Nguyên. Các hoạt động quảng bá du lịch quốc tế như chương trình xúc tiến du lịch Nepal, Indonesia. Theo ban tổ chức, tính đến cuối tháng 3 năm 2023, hội chợ VITM Hà Nội 2023 đã có trên 50 tỉnh, thành phố của Việt Nam, 15 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham gia hội chợ với 450 gian hàng và 600 đơn vị tham gia. Thưa quý vị, đường bay trực tiếp từ thủ đô Viêng Chăn của Lào đến thành phố Đà Nẵng do hãng hàng không quốc gia Lào chính thức khai thác vào ngày 30 tháng 3, đưa 150 hành khách đầu tiên đến với thành phố Đà Nẵng. Đường bay từ Viêng Chăn đến Đà Nẵng có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối Đà Nẵng với thị trường khách Lào và các thị trường khách du lịch thuộc khu vực Đông Bắc của Thái Lan. Đường bay Viêng Chăn Đà Nẵng được khai thác bằng loại tàu bay Airbus A320 với sức chứa tối đa 158 hành khách. Hành trình dự kiến kéo dài 1 giờ 15 phút, tần suất 2 chuyến bay mỗi tuần. Hãng hàng không quốc gia Lào cũng đang khai thác chặng bay trực tiếp đến thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Với các đường bay này, kỳ vọng có thể kết nối và thu hút thêm nguồn khách đi đến từ các quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc và Viêng Chăn sẽ trở thành điểm trung chuyển đến với Việt Nam.
Đường bay từ Viên Chăn, Lào đến Đà Nẵng có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối thị trường khách Lào và giúp kết nối tới các thị trường khách du lịch thuộc khu vực Đông Bắc của Thái Lan. Những chặng bay mới mở trong những tháng đầu năm 2023 là tín hiệu hết sức có ý nghĩa cho việc khôi phục, phát triển thị trường hàng không và du lịch, đặc biệt là thị trường khách quốc tế.